Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Giô-suê chương 1. Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrat, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trọn đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Bây giờ Giô-sê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: Hãy chạy khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thực vật, vì trong 3 ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Giô-suê cũng nói cùng người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se mà rằng: Hãy nhớ lại điều Môi-se tôi tớ Giê-hô-va đã dặn các ngươi khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi. Vợ, con nhỏ và bầy súc vật các ngươi sẽ ở trong xứ mà Môi-se ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đanh. Nhưng các ngươi, tức là hết thảy người mạnh dạn, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình và giúp đỡ họ, cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như đã ban cho các ngươi, và đến khi họ cũng đã nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Đoạn, các ngươi sẽ trở về xứ mình, là xứ Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp. Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu và đi khắp nơi nào ông sai. Chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chính nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy. Phàm ai nghịch mạng, không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bền chí. Chương 2. Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai 2 người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhất là Jericho. Vậy 2 người ấy đi đến nhà của một kỵ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng: Kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Ra-háp rằng: Hãy đuổi 2 người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu 2 người này rồi đáp rằng: Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Song vào buổi tối cửa thành hầu đóng, 2 người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu.
hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Vả, nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Trước khi hai người Do Thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Hóc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Hai người đáp rằng: Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lậu việc chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban xứ cho chúng ta. Vậy nàng dùng một sợi dây thòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng: Hãy đi đến núi, kẻo những người đuổi theo gặp các ông chăng. Hãy ẩn đó 3 ngày, cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về. Sau rồi các ông hãy đi đường. Vả hai người nói cùng nàng rằng: Này, thế nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề? Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người, và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng cho lậu việc chúng ta, ắt chúng ta sẽ khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề. Nàng bèn đáp: Khá y lời hai ông đã nói. Đoạn nàng cho hai người đi, và hai người liền đi. Nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Vậy hai người đi đến núi, ở đó 3 ngày, cho đến khi những người đuổi theo mình trở về. Mấy người ấy kiếm họ cùng đường nhưng không gặp. Hai người Do Thám bèn đi xuống núi trở về. Khi đã qua sông Giô-đanh rồi, thì đến gần Giô-suê con trai Nun, thuật cho người mọi điều đã xảy ra. Hai người nói cùng Giô-suê rằng: Quả thật, Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ vào tay chúng ta, và lại hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Chương 3. Giô-suê dậy sớm ở Si-tim, đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đanh và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Cuối 3 ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Sông Lê giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Đoạn Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: Hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh thì hãy dừng lại tại giữa sông. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng:
hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói, nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-xít, dân Ghi-rê-ga-xít, dân Amorít và dân Giê-bu-xít. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh. Vậy, hãy chọn 12 người của các chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đanh, thì những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước ở trước mặt dân sự. Và trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Adam, là thành ở bên cạnh xác than. Còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn, đã rẽ đoạn ra. Rồi dân sự đi qua đối ngang Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô-đanh, trong khi cả Israel đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô-đanh rồi. Chương 4. Khi cả dân đã qua khỏi Giô-đanh rồi, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Giô-suê rằng, hãy chọn trong dân sự 12 người, mỗi chi phái một người, rồi truyền lệnh này cho các người đó. Hãy lấy 12 hòn đá tại đây giữa sông Giô-đanh, từ nơi chân những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo và đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ ban đêm. Vậy, Giô-suê gọi 12 người mà mình đã chọn trong dân Israel, mỗi chi phái một người, mà truyền rằng, hãy đi qua trước hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tại giữa sông Giô-đanh. Rồi mỗi người, theo số chi phái Israel, phải vác một hòn đá trên vai mình, hầu cho điều đó là một dấu ở giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng, những hòn đá này có nghĩa chi? Thì hãy đáp rằng, ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh, thì nước sông bèn rẽ ra. Các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. Vậy, dân Israel làm theo điều Giô-suê đã biểu, bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh theo số chi phái dân Israel và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Giô-suê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại nơi chân những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đanh cho đến chừng nào đã làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự, theo mạng lệnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân sự bèn lật đật đi qua sông. Khi cả dân sự đã đi qua sông rồi, thì hòm của Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ cũng đi qua trước mặt dân sự. Con cháu Ru-bên, con cháu Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se cầm binh khí đi trước dân Israel y như Môi-se đã dặn biểu họ. Có chừng 40 người sắm sửa ra trận, đi qua trước mặt Đức Giê-hô-va, đến trong đồng bằng Jericho đặng đánh giặc. Ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến Giô-suê được tôn trọng trước mặt cả Israel, và chúng kính sợ người trọn đời người như đã kính sợ Môi-se vậy. Và Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng, hãy truyền cho những thầy tế lễ khiêng hòm bản chứng đi lên khỏi sông Giô-đanh. Giô-suê bèn truyền lệnh cho những thầy tế lễ rằng, hãy đi lên khỏi Giô-đanh. Khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã lên khỏi giữa sông và bằng chân họ dỡ lên đặng bước trên đất khô rồi, thì nước sông Giô-đanh trở lại chỗ cũ và chảy tràn ra khắp mé như trước. Ngày mùng 10 tháng Giêng, dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Ginh-ganh ở cuối phía đông Jericho. Giô-suê dựng tại Ginh-ganh 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Đoạn người nói cùng dân Israel rằng, về sau,
khi con cháu các ngươi hỏi cha mình rằng, các hòn đá này có nghĩa gì? Thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng, Israel đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi. Y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Thi Thiên 70. Đức Chúa Trời ơi, xin mau mau giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi đều phải bị hổ thẹn và nhút nhơ. Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại tôi phải thối lại sau và bị mất cỡ. Nguyện kẻ nói rằng ha 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 ha, nguyện chúng nó phải thối lại sau vì cớ sự hổ thẹn chúng nó. Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa. Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay. Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy mau mau đến cùng tôi. Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ chậm trễ. Chương 4. Than ôi, vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi dường nào. Đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Si-ôn quý báu khác nào vàng ròng. Nay coi như bình đất sét, là việc của tay thợ gốm làm. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú. Song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó dính với cúa họng. Trẻ nhỏ đòi bánh, chẳng ai bẻ cho. Những người quen nếm mùi cao lương đơn chiếc trong các đường phố. Những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ, nay ôm lấy đống phân trò. Tội lỗi con gái dân ta lớn hơn tội lỗi Sodom, là thành bị đổ như trong giây phút, chẳng ai giơ tay ra trên nó. Các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa, nước da đỏ hồng hơn san hô, mình mẩy sáng ngời như bích ngọc. Nay mặt đen hơn than, chẳng ai nhận biết trong đường phố, còn da bọc lấy xương, khô rang như khúc gỗ. Những người bị gươm giết may hơn kẻ bị chết đói, vì thiếu sản vật ngoài đồng, người lần lần hao mòn như bị đâm. Chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót, nấu chín con cái mình, dùng làm đồ ăn cho mình giữa khi con gái dân ta bị phá hại. Đức Giê-hô-va đã làm trọn sự giận của Ngài, đổ cơn thạnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Si-ôn, thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, cả dân cư thế gian vốn chẳng ngờ kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Jerusalem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ giữa nó huyết của người công bình. Họ đi quanh dọc đường như kẻ mù, bị máu làm ô uế, đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ. Người ta kêu bảo chúng rằng, hãy xê ra, chẳng sạch, hãy xê ra, đừng rờ đến. Khi họ trốn tránh đi lưu lạc, dân ngoại kêu rằng, chúng nó sẽ không trú ngụ ở đây nữa. Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả. Mắt chúng ta mòn mỏi trong sự cứu luống công. Chúng ta trông đợi hướng về một dân không thể cứu. Chúng nó dòm ngó chân chúng ta, đến nỗi chúng ta không bước ra nơi đường phố. Sự cuối cùng chúng ta đã gần, ngày chúng ta đã chọn. Phải, sự cuối cùng chúng ta đã đến. Kẻ đuổi theo chúng ta thật lẹ hơn con chim ưng trên trời. Đuổi theo chúng ta trên các núi, rình rập chúng ta trong đồng vắng. Hơi thở của mũi chúng ta, tức là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va, thì đã mắc bẫy rồi. Về người, chúng ta thường nói rằng, chúng ta nấp dưới bóng người mà sống giữa các nước.
hỡi con gái Edom ở đất Uxơ, hãy vui mừng hớn hở. Cái chén cũng sẽ trao đến mày, mày sẽ say mê và trần truồng. Hỡi con gái Sion, sự phạt tội lỗi mày đã chọn, Ngài không đày mày đi làm phu tù nữa. Hỡi con gái Edom, Ngài sẽ thăm phạt tội mày, phô bày gian ác mày. Chương 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi, hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, nhà cửa thuộc về người giống khác. Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, mẹ chúng tôi trở nên quá bụa. Chúng tôi uống nước phải trả tiền, phải mua mới có củi. Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chặn cổ chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ. Chúng tôi giang tay hướng về những người Egypto và Assyri đặng có bánh ăn no nê. Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa, chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ. Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ. Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, vì có mũi gươm nơi đồng vắng. Da chúng tôi nóng như lò lửa, vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi. Chúng nó đã làm nhục đàn bà tại Sion và gái đồng trinh trong các thành Juda. Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, trẻ con vấp ngã dưới gánh củi. Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát. Lòng chúng tôi hết cả sự vui, cuộc nhảy múa đổi ra tang chế. Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, khốn cho chúng tôi vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, mắt chúng tôi mờ tối, vì núi Sion đã trở nên hoang vu, chuồng cáo đi lại trên đó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia. Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, lìa bỏ chúng tôi lâu vậy? Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.